Ngày hôm nay thì Bốn Máy Kinh Môn lại tiếp tục về thêm một mẫu xe máy dầu, một chiếc xe SUV gầm cao, rộng rãi, to khỏe, cơ bắp của thương hiệu xe Ford, mẫu xe Ford Everest các bác nhé. Với cửa tiền 1xx thôi là bà con đã sở hữu được một chiếc xe SUV cỡ lớn này, rộng rãi, cao to nhất phân khúc, khoảng sáng gầm cũng vậy, đấy, lên đến 200 mm này. Nên là chúng ta đi lại trên các khu vực địa hình đồi núi hay là gồ ghề rất ok luôn. Một mẫu xe địa hình mà mệnh danh là ông vua của địa hình đây. Biển Thái Bình, gốc Hà Nội, nên là mọi người ở trong hai khu vực thành phố thì không phải lo về tiền biển nhá. Giá để đồ này giúp chúng ta đi xa đi phượt để đồ đạc quá ok luôn. Bật lên xuống đăng kiểm tháng 6 2023, màu ghi vàng, màu ghi vàng. Một mẫu xe rất là chất lượng. Để nói về động cơ máy dầu này thì độ kinh tế của em nó thì chắc chắn là sẽ rất là ok luôn nhé. Nếu mà chiếc xe Ford Everest máy xăng này thì chắc chắn là độ tiêu hao nhiên liệu của em nó phải gấp đôi so với những chiếc xe máy dầu này rồi. Có túi khí an toàn là hai túi khí an toàn này, phanh ABS này, gương kính điện. Đây. Các sàn điều hòa này trên trần đây này, trần nỉ nguyên bản mọi người nhé, trần nỉ nguyên bản này. Một chiếc xe còn khá là chất. Máy số thì bên em cam kết cho bà con là đại chất luôn nhé. Máy số thì không có một chút hơi thừa luôn. Máy rất là khỏe, nổ giòn tan luôn nhé. Đây, cam kết cho mọi người là không lỗi. Cột kèo zin, cột kèo sắt xi zin. Đây, quá là rộng rãi cho một chiếc xe SUV đây, hơn 100 triệu và chúng ta đã sở hữu được một mẫu SUV cơ bắp máy dầu rất là kinh tế rồi. Đi lại nhiều chắc chắn là rất là kinh tế, phù hợp cho bà con đi đường công trường này hay là khu vực đồi núi đây. Với hệ thống dẫn động cầu sau 2.5 vận hành rất là khỏe các bác nhé, leo đồi núi dốc thì miễn bàn luôn. Đối với những dòng xe hệ thống dẫn động cầu sau này thì chạy rất là sướng luôn nhé, leo đồi núi dốc rất là sướng. Đây, ta đi đằng sau rồi, cái ghế thứ ba đây, chúng ta không đi đến thì chúng ta lật lên làm khoang chế độ cũng khá là ổn các bác nhé, khá là ổn. Đây, cửa gió điều hòa này, đây, điều hòa Z-Boost, điều hòa Z-Boost các bác nhé. Đây, Ford Everest còn chất lắm ạ, chất không khác gì những dòng xe đời 2009 hay là 10 luôn. Dàn lốp này đăng kiểm tháng 6 nhá, chất như Ford Everest đời 2009 hay là 10 luôn bà con nhé. Hệ thống khung gầm đây, khung gầm này, khoang máy này em sẽ cho mọi người tham khảo luôn nhé. Gương kính đi, gương kính điện. Để mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn nhé, số điện thoại 0354 152 888. Và đặc biệt chiếc xe này thì không cần phải sấy bà con ạ, không cần phải sấy nhé, cứ bật chìa khóa lên là nổ thôi. Máy thì không có một chút hơi thừa luôn nhé. Đây, cam kết cho bà con là chất, máy số rất là chất. Địa chỉ để xem xe trực tiếp vào thôn Đại Nguyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Đây, số điện thoại của em là 0354 152 888. Máy rất là chất luôn, không có hơi thừa tí nào luôn nhá. Là nốt này, khoang máy này, còn đấy, rất êm này, không có rung giật mọi người nhé. Chiếc Ford Everest sản xuất 2006 mà máy số còn chất không khác gì những dòng xe tầm 2009 hay 10 đâu nhá. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn để được xem xe trực tiếp, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.